Hi, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Leo PKM đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục hoàn trình Pokemon Sword. Và tập thứ 3 này chúng ta sẽ đánh bại Gym Leader hệ lửa Chabu. Đi thôi nè mọi người. Giờ chúng ta đi vào Galamai thứ 2. Yeah, coi trong này có con gì nào. Có con Wimpod với lại Scorky nữa. Thôi đi tiếp nha. Ui, lại biết. Lại gặp biết. Biết là đòi đánh. Tắt cái đèn cho nó sáng chữ lên nè. Right, sáng chữ hơn một xíu. Tiếp thôi. Nước khô thử đi. Lần trước mà là chưa biết xài. Hết cây luôn. Nhớ thiệt. Go Tieta hả? Thôi, Cool Edge Pokemon. Vương khô cái gì này đang ngon. Ok, còn một em nữa thì phải đúng không ta? Nên là còn hai em nữa. Còn hai em mọi người ạ. Lâu thế. Yeah. Em cuối cùng. Chiếc cool ấy. Pokemon thôi. Unicorn. Galarian Unicorn. Snapshot nè. Oh, nhìn đẹp. Hết chai máu luôn. Nó Pikachu level 24 rồi. Agility nè. Chắc có bắt được ôm đi. Bây giờ mình cho thay sức double team đi ha. Go. Beep Bedelichka. Đó, chưa gì thấy cái ông Calamai đó, ông đứng ông ném cái banh là muốn quýnh rồi. Đúng không? Trời, hợp lý luôn. Quốc thần sang sức Tha kho. Trời nó cũng là Intelligent. Hỏi đúng một con. Cho Super tiết kiệm luôn còn gì nữa. Mà không qua là dân cho nó đỡ tốn chi nhiều. Qua là dân. Đấy một kiếp chết luôn. Easy. Nói chung là mấy cái này easy lắm mọi người. Lại có tiền 2000 bút. Và đi tiếp. Ồ, con khép Pokeball này mọi người. Dustball. Sao cái này nó có mấy cái gì? Nó có gì? Nó cái gì vậy? À, lại có chiếc banh nữa. Ok, cứ đánh thôi. Rogen Rola. Super effective. Là Waragon. Bà này còn một con nữa. Hai con.
mấy cái cục crystal trên mấy cục đá, nhìn giống như mấy cái cục mass revive nha mọi người. Timber vẫn kiếm khu ra Pokemon. One push đi ha. Theo one push đi. One push. Ok, để coi cái chế banh này chúng ta có gì. Ripclaw. Mình cũng không biết lắm. Đi ra mấy cái chấm này là mấy con Stunfish. Nó là 7 mọi người. Trong cuộc hành trình thì mình đi mình sẽ cố gắng mình né mấy con này nhiều nhất. Ok mọi người, chúng ta đi tiếp nha mọi người. Team Yellow Grunt. Đi đâu cũng gặp mấy thằng này. Như giang hồ đầu đường phố chợ vậy. Ủa này là đánh đô cái này cho nên nó có hot nè. Này là Grunt A với là Grunt B. Yes, đánh thôi chứ là sợ gì. Ok, đã cho đánh thôi, nói chuyện. Ok, tag team, này người ta gọi là tag team. Linh luôn với lại Thiêu Vun. Thiêu Vun hay còn gọi là Thiêu Vun. Ok, White Push tiếp đi. Dễ nóc ao hơn là con Linh luôn đi. Ủa sao vẫn là Vun luôn nhỉ? Sao nó cũng cho con ra push ra ta? Ok, lại chết. Ủa, Aerogross lại Skaggy lên level. Biết là bộ máy thì các game nó tiến hóa thôi. Thôi cứ chơi vậy. Crystal hit luôn. Mạnh quá. Double kick là đánh 2 lần đúng không? Ừ đúng rồi. Mà đánh 2 lần là nó xìu mọi người. Thấy không? Bê đến 1 tí rồi. Hand chan. À con gấu hand chan. Chắc là mình qua đầu game thôi ha. Chết cái con thiếu vui này đi. Đồ ta chết não chúng ta. Trời. Còn thiếu một xíu đam. Trời ơi con nó đập mình kìa. Mình có bị giảm như vậy rồi cứ nằm thắng thôi. Trời ơi đập một chút. Đâu thích. Hay quá chết nó rồi. Sao hấp đánh chết mình được ESP nè mọi người. Không thể có là được rồi. Ồ đây coi coi. Ồ ha. U luôn hệ thường còn con banh cham là hệ fighting. Đánh nó bởi cái tên là đúng. Hợp lý. Cosmic Queen. Cái con này mình có nè. Ok mình đã qua là Cool Queen. Tụi nó nhằm cái phát triển đấy. Light Pack. Nhưng mà kiếm chất. Trời ơi, được có nửa cây. Circle throw. Rồi qua nông đánh mình. Ủa, rút rồi. Đây, ra push. Không biết khi nào hot nó mới lên được Cinderain. Không hiểu, thằng này quá kinh cỏi. Rồi, xong ban trang. Ok, ta có lại Covid Quire của mình lên level. Thì in Quirable. Hồi lửa này, ngon chưa? Chúng mình mở chiêu Rapid Spin đi. Ok. Còn Covid Quire nó là khoảng level 6 thì nó mới tiến hóa. Ồ, được tiền, được tiền. Ui, 3.000. Đúng là hai thằng ba.
lại nói chuyện blah 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 blah. Thôi mình đi tiếp mọi người ơi. Ui có con red hồ luôn kìa. Thôi mình không bắt đâu, mình đi. Ui né 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 mấy con này. Nó dí. Có cái gì lấp lắm nè. Bag of soft sand. Một túi cát nè. Mình lại đạp trúng một con stonefish. Thôi chạy thôi. Ok lại đi tiếp. Nó dí. Ui lách trên nè. Ui có cái chiêu vậy. Ui lại lắp. Hợp lý nha. Sen Tom. Phải đá. Đúng rồi, Sen Tom phải đá. Đây từ từ nha, từ từ nha. Muốn lắp con này thì cũng khó lắm. Để đi. Chạy. Hợp lý. Ui có cái mũi nè. Ủa à, ông Cabo này mọi người. Ông Cabo này là chiến đời hệ lửa nè mọi người. Đừng nói gặp hai lần nãy mình đánh nó đi nha. Mệt lắm. À không, nó đi rồi. Ông này có con Kako. Kako. Ok. Xin tự giới thiệu à, ta là Kabu Gym Leader hồi lửa. Đó. Anh Tạm là gì đó. Ừ. Ok, ông chạy. Thì mình phát xe đạp mình dí ổng. Đi thôi mọi người. Ô cái này nó tự đi giùm mình luôn. Không cần phải đi. Bây giờ mình phải quay lại khách sạn đó mọi người. Ôi trời. Ôi trời, khi nào chúng ta mới quay lại được đó đi. Để mình xem nhé. Ôi trời quá trời, tha luôn. Đâu để mình coi cái bản đồ cái. Ôi trời, từ đây rồi mình đi qua đây. Ơ à, cũng gần. Không phải gọi là xa lắm. Ok, đi thôi mọi người à. Đi thôi. Thôi, đừng nói với mấy chuyện. Ơ, mình lắp đường mọi người à. Deja vu, I just been to this place before. Higher on the street and the... Yeah. Nó nói là bây giờ phải vô khách sạn mà nghỉ một đêm mà sáng sau mới đánh. Cũng được, đi. Đi ngày mệt rồi. Chứ người ta nghĩ gì đánh tiếp. Đây. Money với Mokko đang đợi mình ở đây. Không biết để làm gì nữa. Really? Tôi đi đó gì đó rồi. Đánh nhau rồi trời, chơi ngon khi ngủ đi mẹ ơi, đánh cái gì nữa. Con này nó có người phục tùng, nó đi theo nó cung vũ rồi mọi người. Đúng là kim gel grunt ha. Nếu như các bạn không hiểu thì mình sẽ dịch nôm na cái chữ gel là la hét. Tim la hét. Nghe nó cũng hơi bần mà thôi kệ, dịch xét nghĩa thì dễ hiểu. Trời ơi, mình quên cái con này nó dry skin mọi người. Chết rồi, cửa này mình phải đổi khắc kho hay cái gì đó mình đánh rồi. Trời đất ơi, khắc kho đi. Ý à, con Cassis Creed này nó xin lỗi xếp tệp mọi người. Đây. Sẵn mình cài level lắm luôn. Nếu bây giờ mình đánh chim hà lửa thì mình rất là lợi, là vì con insulin của mình hợp nước. Thật quá ngon. Ờ, thôi, lại block. Block nha, tức hộp hình. Chết là nhỏ này. Ui, Pikachu sắp lên level rồi. Yeah, ông Pico. Mình có con nào ở đất không ta? Không mọi người. Ôi level 26. À, chắc mình phớt tiếp đi. Giờ mình phải ra cuộc interview là mình mệt. Không thể đi.
bay. Ôi trời ơi, ôi sao có một tí này. Trời, nó thành Hungry Farm. Hungry Farm là lúc nó đói thì nó sẽ làm màu y chang. Có màu nãy là lúc nó no. Ôi chết tôi kìa. Interleon, I choose you. Interleon, yeah. Không sao mọi người, một qua khó khăn cho lúc này thôi. Mày bắn trường khác chắc con chỗ chuột nó nằm lăn quay. Hợp lý, hợp lý. Pikachu lên đây rồi. Scaggy hả? Thôi lấy Scaggy, chịu Scaggy ta. Thôi, rồi Interlon đi cho nó nhanh. Scaggy được một bút. Ôi, dư sức, dư sức, dư sức. Đấy, lại chết, lại win. Mà sao chồng win là mình phải hồi máu. Ú, 37 luôn, wow, wow, wow. Ok mọi người. Mà sao nữa? Ú, the next morning luôn. Trời hay quá, sau một đoạn này thì tới the next morning luôn. Tuyệt vời. Kabulichka. Ok, có Lichka mới đánh được. Burn Hell, đúng rồi, nó gửi cho mình Burn Hell là đúng. Tại buông cái mặt hệ lửa mà nó burn mình được. Burn là bị bỏng. Ok, đi thôi mọi người. Thực ra con Pokemon hồi máu hết chưa? Vô mà chưa hồi máu và ăn đủ luôn á. À, hên quá, nó hồi máu cho mình rồi. Mình sẽ đạp cho nó nhanh. Yeah, kết thúc chiến đấu cuối cùng ở cái thành phố Motostruck này thôi. Ok, có bồ gai mà không có. Ok, đánh thôi. Nói gì? Ok, đánh thôi. Hay đồ. Hay đồ trên có số 123. Ok, vô. Đầu tiên là cái phần thử thách. Cái gì kỳ? Đâu để coi cái phần thử thách là cái gì đây. Cái phần thử thách nhỏ vậy ta. Đâu để coi cái dưới là phải ở this monster. À là có 5 điểm nữa nhưng mà giết hết Pokemon. 2 điểm nó bắt được Pokemon. Ok, nếu như bây giờ mình đánh chết Pokemon nó luôn thì mình được 5 điểm. Còn nếu như mình bắt thì mình chỉ được 2 điểm thôi. Ok, đánh con đầu tiên. Vô pick. Thôi lại bắn cho em nó một miếng Watergun lại nó chịu rồi. Chỉ nó một cái Watergun thôi nha. Em nó hiểu lửa mà. Đấy, trời easy thế, Gym Challenge chưa bao giờ dễ như vậy. Yeah. Oh, qua con ủa sao đụng một điểm đây. Đợi bây giờ đây, có con gì vậy? Liquid. 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 Ê, mình bắt con có bài được không ta? Hay là bắt con Liquid gì nhỉ? Qua là gần đi. À, bắt. Yeah.
Aeros level 25. Cái gì vậy? Có một điểm gì vậy? Có con gì nó hấp vậy? Có sức lip hit. Ê, phải bắt con này nhá. Ê, phải bắt con này đi. Mình có Interleon gì không? À không, mình có con Sentish Hot. Ok, bây giờ mình sẽ bằng cho chắc đi. À, thôi, Rainbow cho nó chắc. Em chạy ổn lắm. Ôi, yeah, thành công. Hợp lý. Làm thay cho con Kako đi. Thay cho con Kako đi. Con này từ từ để nó lên đây rồi mọi người. À, khỏi nickname đi. Add to your party. Swap với con Kako. Ok, xong hết rồi. À giờ xong hết rồi, giờ xong. Ô, không rồi hả? Ô. Ô. Ô gì kỳ á? Ô. Là sao? Ô là sao ta? À là mình phải đạt tổng cộng được 5 điểm. Là mình vừa đánh bại một Pokemon mình phải bắt được hai Pokemon là 5 điểm mọi người à. Ôi, thật là rươm ra. Ô, rươm ra thật. Vậy con Sleepy này mình bắt nó được không vậy? Ui vẫn được ạ. À. Vậy như thế nào nó mới gọi là xong cái này ta? Ồ là mình phải bắt hết trong Pokemon đó đi. Chất lượng. Quá đầu tư luôn, bắt hết đống này. Ok, lại tốn thêm 3 cái Cray bộ. Buồn lắm mọi người. Là biết gì giờ. Nó còn nhảy ra nữa. Rồi Rabbit đi. Trời ơi đau quá. Chết tôi. Thôi heal bomb đi. Thôi nó buồn quá. Không sao, heal bomb nhiều. Mình lo được. Mày phải vào. Đúng vậy. Mày phải vào. Phải được 5 điểm. Trời ơi. Rồi khi nào mình xong cái này đi. Yeah. Oh. Vậy là xong rồi hả? Ok, là tổng cộng mình phải được 5 điểm. 2 điểm là bắt Pokemon, 1 điểm là đánh chết con ấy. Ok. Hay quá, được đánh rồi. Chứ không đánh nữa chắc cũng chết luôn á. Cabo làm gì ta? Ok, đánh thôi. Nói gì? Ồ, cái stadium nó có mấy cái tiền chiếu nhìn đẹp. Chơi. Lên. Nine tail. Ok, em cũng chính đường Nine tail. Ok. Vòng Dynamax này để con cuối cùng. Chắc là không. Mình có đây mình đánh gym biết đâu không thì mình cứ qua thật xung cho nó chắc. Đấy, như thế này nó mới gọi là chất lượng đấy mọi người. Skaggy lên vào 28. Skaggy phay nữa. Thôi chắc khỏi.
Athena đập luôn, không sợ nào hết. Intimidate bị giảm đam mọi người, cho nên mình qua đập full, qua đập full tính nguyên khô mà bị giảm đam đấy, hợp lý. Athena fan thuộc Pikachu level 26. Sandwich God, trời con này nó mới chất lượng à. Sandwich God. Ok mọi người. Max Geyser. Yeah, Dynamax. Ok, đúng rồi. Ok, chơi. Cái này không một kiếp không thắng rồi thôi. Ủa, ông này Gigantamax nè. Tốn Dynamax. Ủa, mắt cháy rồi. À, đúng rồi, cái này Gigantamax nè, nó mới dài vậy. Dài ngoằn ngoèo rồi, con này trong anime nó dài là không thấy đuôi luôn, con này là ngắn là một hit chết luôn à. Này là hay quá trời, bắn cứ dày thì con nào nó đỡ được. Bắt đầu mưa nữa là nó lội cho hệ nước, sao con này đánh lại. Yeah, Wing Jinder Kabu hệ lửa rồi. Ok, win này. Giờ lấy huy hiệu thôi. Lấy huy hiệu. Vậy hơi lửa. Ôi gì có khoảng trống giữa hai cái đó là vậy gì đó. Thôi cứ đợi mấy tập sau thì biết ha. Ok, win. Tuyệt vời. Ủa là có chiêu không? Ngờ sau là bắt học chiêu rồi chứ. À, có nè. Will of which works. Phải uniform. Okay. Đi thôi mọi người. Ok, đi ra ngoài thôi mọi người. Rồi. Bây giờ đi đâu nữa? Để ra cái tay đi ra ông ta. Có ông Kabu này. À, Nessa với Milo. À, chào tạm biệt khỏi thành phố này qua thành phố khác. Ok mọi người. Ok, à cái chỗ thành phố đó đúng không? Rồi, ok, ok nha. Quay chưa quay rồi, Hammerlock. À, ra cái Hammerlock này đi qua đó thôi. Đúng, cái đường này nè. Wow. Oh.
Ô lại gặp BD. Đừng nói đánh BD ngay đây nhé. Giờ mình sẽ đi qua đó luôn. Rồi, ok thì tập này cũng dài rồi. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy để lại một like, một subscribe và share video này giùm mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Video sau thì chúng ta sẽ gặp lại tại thành phố mới. Đây, ở đây. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.